phương tiện không thể thiếu trong đời sống của mỗi con người. Và trong số đó, trong số lượng đó thì sinh viên đang là một thành phần không thể thiếu, tức là chiếm số đông người để tham gia xe buýt. Bên cạnh những cái tiện ích mà xe buýt mang lại thì chúng ta còn biết đến là những cái hiện tượng hay là những cái hình ảnh nó chưa được đẹp về văn hóa xe buýt. Và đến đây thì tôi cũng muốn nói với các bạn về những cái vấn đề chưa đẹp mà người dân Việt Nam đang thể hiện khi chúng ta tham gia xe buýt. Vấn đề đầu tiên mà tôi nói đến là việc chen lấn xô đẩy khi chúng ta tham gia xe buýt. Thì các bạn cũng biết rằng khi mà trong những giờ cao điểm thì cái việc chen lấn xô đẩy của những người dân thì là một cái hình ảnh cũng như là một hình ảnh hiện tượng mà chúng ta đã nhìn thấy rất là quen thuộc cũng như là phổ biến với mọi người dân, bởi vì là trong giờ cao điểm thì mọi người sẽ cùng nhau đi làm về hoặc là cùng nhau đến cơ quan hoặc là đến trường học. Thì khi đó lượng người tham gia xe buýt sẽ đông hơn rất nhiều so với những khung giờ khác. Vậy nên là việc chen lấn là không thể tránh khỏi. Nhưng mà khi mà đã chen lấn sau đấy thì chúng ta sẽ khi đó thì sẽ xảy ra những nhiều hiện tượng mà phải nói là nhạy cảm, tức là có những thành phần, những kẻ trộm cắp hay là những người hay những yêu dâu xanh, như chúng ta nói là yêu dâu xanh, thì nhân cơ hội đó đã trộm cắp những tiền bạc cũng như là của cải của một mình và đã làm những trò loạn mà chúng ta chưa biết được. Và bây giờ tôi muốn khảo sát nhỏ với hai bạn dưới đây rằng là cho tôi hỏi bạn áo kẻ trước, bạn tên là gì? Tên là Phương. Thì bạn cho mình hỏi một chút là khi tham gia đi xe buýt đấy thì bạn có bị mất trộm hoặc là bị nói từ bên cạnh của bạn có bị sạm sỡ chưa? Chắc có lẽ là bạn chưa đủ đẹp để bị sạm sỡ. Còn bạn sao, bạn cười rất là tươi ạ? Mình chưa. Các bạn thì là những con người rất là may mắn khi là không bị vào những trường hợp như vậy. Còn ngoài kia thì rất là nhiều những con người đang bị những tên trộm hay những kẻ yêu xanh đang lợi dụng khi chúng ta sản xuất. Vâng, thì không đến bạn đâu, chỉ chúng tôi tôi xin đi đến vấn đề thứ hai, đó là việc không nhường ghế cho người già. Khi mà ở trên tất cả những chiếc xe buýt thì đều có cái khuyến cáo là nhường ghế cho người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai hoặc là trẻ em trong độ tuổi vị thành niên. Nhưng thường thường thì tôi thấy một việc rất là đáng buồn, vì là rất đông, có thể nói là rất đông hoặc là không ít những người trẻ tuổi, đặc biệt là những sinh viên của chúng ta đang thờ ơ cũng như là đang rất là có một thái độ rất là ích kỷ khi nhìn thấy những cụ già đang phải đứng mà không chịu nhường ghế. Những người có nhiều khi mà tôi đi xe buýt thì tôi có thể thấy là có những anh chị thì thường hay tỏ ra là mình không biết rằng là đã có một cụ già lên xe và để nhường chỗ, hoặc là chào mừng gần để đi cầu nhường chỗ cho cụ già đó. Đấy là một cái gọi là hiện tượng tôi nghĩ là rất đáng lên án. Không ít những người trẻ tuổi cũng như là sinh viên chúng ta. Tiếp theo thì và điều thứ ba, tức là điều cuối cùng ở đây là cái gọi là văn hóa khi tham gia giao thông.
cũng như là người dân Việt Nam nói chung. Và tôi ngày hôm nay đến đây thì tôi cũng mong rằng là các bạn cũng có trong mình những cái động thái tích cực khi mà chúng ta tham gia giao thông, tham gia xe buýt. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là tôi mong rằng mỗi chúng ta nên là một tuyên truyền viên tích cực để chúng ta có thể loại bỏ những cái xấu, những cái chưa tốt, để đóng góp để xây dựng lên một